Cà chấm đen này thì nó sẽ làm béo, cái trôi này thì nó có độ dai. Rốt 1-2 hôm để cho nó sạch cái ruột thì mình lấy cái ruột của nó là rất ngon. Đơn mơ vọng cách cúc tần là sung là nhội là ổi. Mình là làm nhiều cứ căng tay thôi, còn mọi người ở nhà cho nhạt để còn chứa. Nhiều gia vị nó áp hết, mình chỉ cần thế thôi là mình xay lên là được nồi bổi ngon rồi. Tất cả phải dùng song gang nhá. Riêng cái hàng này không dùng song gang, song dày là nó sẽ bén nồi khê. Sau khi đun 10 tiếng là xe dẻo không? Dẻo quẹo luôn. Nóng lắm đấy nhỉ. Để tìm những cái lá ăn gỏi này thường xuyên là nó ở các đê sông, ven sông. Đây là lá đơn. Lá đơn này thì có đặc trị là chuyên trị sán trong đông y. Thì lá này để mình ăn gỏi thì mình sẽ hạn chế được đau bụng và bị bệnh ngoài đây bụng. Đây là lá đơn thì các bạn. Lá đơn. Lá mà để chúng cất. Ta ăn gỏi cá các bạn. Đấy, toàn lá tự nhiên, còn đây là sung ổi, tí nữa mình hái một lượt thể nhé. Đây, sung với ổi. Nhưng mà đây là vườn nhà người ta chứ em? À vâng, thì em cũng hỏi mua rồi. Mấy cái này em hỏi có tức là cây rồi. Trong vườn hỏi mua còn dạ, ngoài bờ rào thì dạ, mình lấy tự nhiên thôi đúng không? Dạ, vâng ạ, phần lớn là tự nhiên hết. Đây các bạn, là mình sẽ quay kỹ vào để cho các bạn biết là lá đơn mọc ở ngoài bụi rậm, bụi rào này. Non nhờ? Vâng. Đấy. Em là thỉnh thoảng cắt xong là em phải vứt đạm vào để cho nó lên, để lần sau mình cắt cho nó tốt. Đấy, phải duy trì thế, phải bán quanh năm mỗi ngày, bán bao nhiêu nên mình phải tính cái lúc nào phải duy trì để có. Thế này là ngày nào mình cũng đi hái hả em? Em ngày nào cũng sáng ra là em đi hái lá. Quay về bắt đầu làm cá, làm bồi. Cái lá này là như em mới nói là có tác dụng là trị sán. Thì thấy các cụ trước bảo thế, rồi mình đọc qua các trên bài báo thì nó cũng nói về lá này. Các cụ ngày xưa là dạy hay lọ mọ cùng các cụ ngày xưa thì là các cụ làm là mình cũng học. Thì còn bình thường thì ai mà biết lá này, anh không nhận không? Đúng rồi. Có khi là anh cũng nhìn thấy mà anh không biết. Đúng rồi, mọi người ở đây không biết để sử dụng để làm cái gì. Nghĩ là mình chỉ cắt về làm thuốc thì. Bên cạnh đây thì có một cái vườn nhãn các bạn. Vườn ở đây nhà người ta rất là rộng luôn. Cây nhãn này là những cây nhãn cũng lâu năm. Đây người ta có thả trâu, thả bò ở đây này các bạn. Trên bờ của sông đáy. Đẹp nhỉ, cảnh thiên nhiên ấy. Hôm nay thì trời nó hơi nắng. Mình quay máy thì không biết là nó có bị chói không. Cô à, cháu cắt lá đây để ăn gỏi cá. Ô cô ở quê thì mình lại không lấy củi để đun mà lại đốt đi ạ. Đây cây sung trên này lá bánh tẻ này mới ngon này. Dạ. Mùa này thì lá nó không được đẹp cho lắm bằng mùa đầu xuân, nó ra mầm. Mùa hanh này là lá xấu nhất trong năm này. Em ơi, sung này thì mình nên, tức là anh hỏi nhé, mình nên lấy lá kiểu của sung tẻ hay là sung nếp thì ngon? À anh ơi, lá đây là cứ làm sao mà lá bánh tẻ, càng lá sung, sung nếp thì nó sẽ mềm hơn. Sung tẻ nó ăn nó sẽ mùi nhưng mà nó sẽ già, không được vào miệng, nó không được mềm. Như còn, sung em đang vặt đây là sung nếp đúng không? Đây là sung nếp anh ạ. Nó lá nó bánh tẻ nó mềm. Còn nếu mà bùi thì phải là sung ta đấy. Đấy, nó lá nó rất là bùi nhưng mà ăn nó cứng miệng. Ra đây là cây cúc tần người ta trồng làm bờ rào luôn. Đấy, đây là lá cúc tần nha mọi người. Nam Định với Thái Bình là người ta hay gọi là đài bi ấy. Ở trên này người ta gọi là cúc tần. Cái lá này thì nó chưa được rất nhiều bệnh. Cúc tần thì nào thì đau đầu, nào thì nói chung là chưa được nhiều bệnh cho đông y lắm. Còn như mình thì cứ ăn cùng gỏi cá nó có độ thơm. Đây là cái món gọi là thần cẩu là cũng phải món này đây đúng không? Rồi chó rồi trước còn không thể thiếu cái này đâu. Nhưng mà ăn nấu lên thì nó lại rất thơm, nhưng mà nó chỉ phù hợp với lại một vài món thôi. Đúng rồi, nó hợp món. Đây các bạn này, mình quay cái đây là nguyên một dãy bờ rào rau cúc tần, lá cúc tần luôn các bạn. Xanh non mơn mởn luôn. Này cái cắt nó lại lên nhỉ? Cắt lại lên nhiều. Mà có những người đi kiếm không biết chỗ là không khó không kiếm vết đấy anh ạ. Đặc biệt em đây cứ hay lang thang đi câu mọi nơi về, đi nhiều nên là cũng biết nhiều điểm. Em hay câu cái hồ câu này nên là có cái hồ Đại Thánh nên là có cây vọng cách, lá vọng cách là ăn gỏi là không thể thiếu được. Lá này cái điểm yếu là mùa đông là nó hay bị rụi lá nên là rất hiếm. Nhưng em thì vẫn duy trì được. Cái lá này là cái lá vọng cách nha mọi người. Chắc là mọi người ăn gỏi nhiều thì cũng đều biết đến cái lá này nha. Đấy, đây là vọng cách. Đấy. Mùa này thì nó hơi bị rụi lá nhưng mà mình vẫn có cho các bạn nhé.
Đây là cái lá vọng cách đây các bạn. Mấy con chó loạn lên. Em gặp cái đôi câu này là em thích lắm, ra ngoài ham. Mấy con chó này cắn ít thôi, bây giờ cũng tần đang nhiều. Được con nào chưa? Ui giời. Đánh chép vào không? Ông có tuổi rồi mà đánh xa thế. Chỗ này nó phải 45 mét. 50 mét. Đấy, chỗ này 45-50 mét. Chú câu cá này nó cũng phải biết về cách câu ấy. Có chứ. Đây đâu là hồ là câu lục. Cứ vác cần ra câu được đâu. Có đồ. Hồ này cá ngon lắm anh ạ. Nước sâu 3 mét rưỡi, 4 mét. Ui. Em cũng trước cũng hay câu ở đây. Nhưng mà bây giờ là chuyển quán ra kia nó xa, nên là cũng thỉnh thoảng mới vào. Cá mè thì phải có cái lá. Nhội này thì có vị chua chát. Nó thêm vị vào cái món gỏi. Lá này thì ít tác dụng về thuốc bóc, nhưng là nó có vị chua chát. Ừ. Ăn gỏi nó hợp. Nhưng mà nó át đi vị tanh đúng không? Vâng ạ. Mấy cây này thì em trồng để... Nhìn nó loáng thoáng qua xa xa tưởng là vối cơ. Giống giống thế. Người ít nhìn lá thì lá nào nhìn nó cứ tương tương giống lá. Nhưng mình chuyên rồi thì mình biết những cái lá nào là là đấy. Đây là lá nào là lá non này các bạn. Anh ăn thì vị lâu lâu đi ăn chua. Vừa chua vừa chát. Chua chát. Cái này mình có thể thay bằng lá xấu cũng được đúng không? Đúng rồi, thay bằng lá xấu. Nhưng cái lá này nó sẽ bùi hơn lá xấu. Lá xấu thì chua, nó hơi gắt. Cái này nó chua nhưng nó không chua kiểu dạng như lá xấu. Vâng. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp không có thì mình có thể sử dụng lá xấu cũng được. Em giới thiệu với anh, đây là cá. Em hay đi câu nên là câu được cá thì mình về mình để làm bổi. Những ngày đi câu không được cá thì em sẽ mua của các anh em dân câu. Đấy. Duy trì là rốt 1-2 hôm để cho nó sạch cái ruột. Thì mình lấy cái ruột của nó là rất ngon. Tức là mình lấy cả ruột của nó. Phải lấy cả ruột. Đấy, bây giờ mình bắt cá ra để làm anh nhá. Có con cá, đây là cá gì không? À, con trắng đen đây, con này em câu ở hồ ấy. Con này 12 cân thì lúc nào em trong cái món bổi là em thường là làm cá trắng đen và cá trôi. Đấy. Ui, 12 cân hả em? Vâng. Ui, có thế. Đây, cá trôi này, quá to luôn. Trôi. Các bạn, con này như bạn ấy nói là bạn ấy câu được, em câu được đúng không? Vâng ạ, em thì hay đi câu. Những ngày không câu được thì em lại mua của anh em dân câu. Đây, đi câu. Cá chấm đen này thì nó sẽ làm cái béo của cái bổi. Cái trôi này thì nó sẽ có độ dai. Thế nên là em làm hai loại cá này. Mấy địa phương thì làm một kiểu khác nhau, nhưng theo quán em là làm như vậy. Thế hôm nay mình làm hết chỗ này luôn hả em? Dạ vâng. Thì mỗi ngày em làm khoảng 3-40 cân là cá làm bổi và khoảng 30 cân cá mè để ăn sống anh ạ. Đây là cá để làm bổi thôi. Làm bổi tức là cái mà để cái mình chấm chéo chấm đấy. Chấm đấy đúng không? Vâng. Chẻo. Có nơi thì gọi là chẻo, có nơi gọi là lòng xào. Vâng. Đấy, mình đây là gọi là bổi cá. Thỉnh quá, nó rốt lấy hơn những rồi. Cái hàng quán người ta còn gọi theo một cái tên rất nhiều hơn là bách vị cung đình. Vâng. Để lại hai con để có khách ăn nấu thì em nấu. Kinh nghiệm bằng mắt của em thì là em chọn con cá nó già cá. Đấy, cá chấm đen này thì em câu thì cứ biểu từ 8 cân đến 12, 13 cân. Còn cá trôi này cứ 2 cân đến 2 cân rưỡi anh ạ. Em ơi, cái này thì mình không đánh vảy à? Em? Không cần đánh vảy vì em lột một cái là nó sẽ sạch sẽ. Đây em xem như này nó sẽ sạch luôn, không đỡ mất công đánh vảy. Đấy, mình này là mình sẽ phi lê nó. Con đỏ này làm sao? Mình sẽ lấy phần thịt của nó nhé. Nhìn tay em làm thoăn thoắt thôi nhỉ? Làm nhiều cũng quen này ạ. Bình thường không làm quen là lọc cái cá này cũng mất thời gian. Đấy, mình sẽ được một miếng thịt này, tí nữa mình sẽ thái nhỏ, ướp gia vị để làm thêm lên món bột. Nhìn bạn làm rất nhanh.
cách này là mình thấy là hiệu quả nhất, mình đỡ mất công đánh vẩy. Ừ. Đấy, là làm là nó... Thực ra đây... là nói là thế thôi chứ đâu phải ai cũng làm được đâu em. Vâng. Như đây là em làm, là em là làm nghề thì em mới có thể em làm được. Vâng. Cái nữa là em cho anh hỏi một chút nhé. Lý do gì mà mình lại làm bằng cá chấm, à đây là cá chấm với lại đây cá trôi đúng không? Đây là cá chấm đen và cá trôi. Ừ. Thì em thì là thực chất là một người mò mẫm từ bé. Ừ. Lớp 6, lớp 7 là đi theo ông đơm tát. Thì ông nội em thì là có nghề đơm tát từ bé, là đi theo ông, là ông thấy ông làm là mình học những kinh nghiệm của các ông cha mình ngày xưa. Ừ. À, từ cái món lá cho đến chọn những con cá làm bổi. Thì ông bảo là chọn những con cá làm bổi thì cá thì làm sao cứ tìm những cái loại cá dai và béo nhất. Như con cá trôi này thì nó sẽ là có một số ưu điểm là nó sẽ ít ăn cám công nghiệp hơn các cá khác. Đấy, nói thật với anh như thế. À. Con cá trôi này là đa số là ăn những các chất thải của các con cá khác thì nó sẽ thịt nó dai hơn. Còn con cá chấm, con cá chép thì nó ăn thẳng, bây giờ thì đời phần lớn là cá công nghiệp mà anh. Ừ. Nên là có những con cá đấy thì nó ăn thịt nó sẽ không dai. Chấm đen có trứng là các bác biết là nó uy tín như nào rồi đấy. Ừ. Chấm đen nó có trứng là quá già cả. Ờ. Đây, chấm đen nó có trứng này. Đấy, cái bộ này em xay vào ăn béo chất lắm. Nó ngậy đúng không? Vâng. Đấy, nhìn cái dạ dày nó to đùng này mà. Ôi, ruột nó gần như không có gì. Đấy. Sạch trơn nhỉ? Em nhốt mấy hôm nên nó vậy này. Ừ. Dạ vâng, sớm các bác vào ngồi đi là có đây ạ. Đây là cá này để làm bổi, để làm cái chèo đấy chú. Cá mình phi lê lột ra, lọc được những miếng cá như này thì mình bắt đầu là mình sẽ rửa nước muối gừng để cho nó đớt tanh. Ừ. Giờ mình thái nhỏ ra nhé. Mình thái nhỏ ra làm sao để khi mình xay cho nó thoát máy. Đấy. Mình thái nhỏ đấy, những miếng thớ cá này các bạn ơi. Đấy. Nên là mình rửa là mình phải rửa với muối và gừng. Muối nước gừng anh ạ, nó để hạn chế cái tanh đi. Ừ. Mình làm cái này để làm sao cho nó hạn chế cái tanh nhất, khi khách hàng ăn đến thì nó bớt tanh. Đấy. Thái cái này thì thái to nhỏ do máy xay, như anh em mà ở nhà mà làm ăn băm tay nó ngon hơn. Mình làm nhiều thì mình chắc chắn là phải là dùng máy xay, tại vì một ngày làm mấy chục cân cá. Đây là những miếng cá trôi, các bạn nhìn thấy cá trôi nó nào còn cái độ dai, nó độ đỏ ngon lắm. Nó nhìn nó hơi kiểu nó vàng vàng thịt. Vâng, cá trôi nó nhìn nó ngon. Ừ. Đây này, béo nhau ngon ở cái này này. Cái lòng cá này, mỡ cá mình cho vào cùng nhá. Xay nó vừa dễ xay mà nó béo, ngậy. Đấy. Đây là lòng rất lòng sạch cá luôn nhỉ. Không có gì đây, không nhìn có bẩn luôn. Đây lòng cá không cần ken thì không có cái gì ở trong luôn. À, gia vị để ướp với cái bổi này thì mình là làm rất đơn giản. Đấy, gồm gừng này mọi người. Gừng, nghệ, nước mắm này mình là làm nhiều cứ căn tay thôi. Còn mọi người ở nhà thì làm sao cho nhạt để còn chứa. Ớt này, hành khô, mẻ nhá. Cái mẻ này rất quan trọng. Mọi người nếu mua mẻ ở chợ thì mọi người phải lưu ý là mẻ nó để làm thơm cái độ bổi. Thì mình phải, như nhà mình thì nuôi mẻ, mẻ là nuôi lấy. À. Bằng cơm rất là thơm. Cái mẻ này đấy. Mình có phải, à không là mình nấu thì không cần phải xay đúng không? Vâng, mẻ này mình ướp để xay thì nước xay nó sẽ nhuyễn hết ra anh ạ. Ừ. Đấy, hạt nêm này, mình cứ cho nhạt nhạt tí, răng tí nữa mình sẽ nêm nếm sau. Đấy, mì chính mình cho ít thôi tại vì cá nó quá ngọt rồi. Ừ. Đấy, mình đảo đều lên. Đấy. Những gia vị thông thường thôi mọi người ạ. Cứ nhiều gia vị nó áp hết mà, mình chỉ cần thế thôi. Ừ. Là mình xay lên là được nồi bổi ngon rồi. Có cái mẻ này thơm thật đấy nhở? Mẻ em nấu, em nuôi hàng tạ trong kia. Mỗi ngày 5-6 bát cơm nguội, à bát gạo để nấu. Anh hỏi cái câu này không, nếu mà không phải thì em đừng mắng anh nhé. Dạ vâng. Mình có sử dụng mắm tôm không em? Dạ không, mà nhà em không dùng mắm tôm. Ừ. Nếu khách ai cần mắm tôm thì mình sẽ trưng mắm tôm để ăn ngoài, ăn kèm. À. Đấy, ai ăn thì có ngoài thôi. Khoảng 30 phút thì mình cho vào máy xay, mình xay. Sau khi cá đã ướp được 30 phút với tất cả các gia vị trên thì mình sẽ cho vào xay. Số lượng nó ít các bác nên băm bằng tay. Ừ. Băm càng nhỏ càng ngon. Ờ. Băm bằng tay nó có cái độ dẻo của cái bột. Số lượng lớn thì nhà mình lúc nào phải dùng bằng máy các bạn ạ. Không thì một người mà băm thì kiểu cả ngày chưa được gọi cho các bác đâu. Đấy, giờ mình sẽ cho vào xay. Đấy, ướp được 30 phút rồi mọi người ạ. Đấy. Này mình xay là càng nhuyễn càng tốt rồi em. Mình xay mình phải bật nhả, thỉnh thoảng mở ra nhìn để xem cái sản phẩm của mình nó như thế nào. Tức là mình xay dối. Vâng, như này em sẽ phải xay thêm một tí nữa. Ừ. Nó nhuyễn quá là không được đâu, nó lỏng rồi, hết ra anh ạ. Ừ.
Đấy, tức là bạn... của mình sẽ là như thế này. Bấm nhả. Đấy, mình đổ ra nha mọi người. Đấy. Đây, kiểu dạng xay dối nhưng mà vẫn đảm bảo được cái độ nhuyễn của nó. Đấy, em sẽ xay cối khác. Tại vì là nghệ mình ướp là mình chỗ nhiều chỗ ít. Nhưng mẻ này chuẩn ra là phải nó màu vàng cơ. Đấy, mình múc ở trên nó nghệ nó còn... Đấy, cái mẻ này. Có nhiều nghệ hơn nên nhìn nó vàng. Đấy, hơn. Nhìn nó vàng. Đấy, sau khi xay được cái độ nhuyễn phù hợp với mắt mình thì mình sẽ vét ra. Cái này là xong tẹo đấy, em sẽ đun bằng cái xoong gang này luôn này. À anh ơi, tất cả phải dùng xoong gang nhá. Riêng cái hàng này không dùng xoong gang, xoong dày là nó sẽ bén nồi cháy, sẽ bị mùi khê. À. Tại vì cái này nó rất dễ bén nồi anh nhá. Đấy, mà tất cả cái bồi này mình phải dùng mỡ lợn, đừng dùng dầu rán. Dầu rán không có độ béo, không có độ thơm đâu. Mình phải dùng mỡ lợn để mình cho vào mình quấy lên. Đấy. Đun bằng xoong gang, dùng mỡ lợn. Đúng rồi. Thực ra cái xoong gang này nó đảm bảo nhiệt cũng tốt hơn. Nhiệt nó giữ được nhiệt lâu, độ dày nó sẽ không bị bén nồi. Mình có đun lúc nào phải nóng nên là cái xoong này nó giữ nhiệt. Xay xong thì mình sẽ cho lên bếp đun nha mọi người. Đấy. Ở quê mà có bếp củi mà đun cái loại này về là tuyệt vời này. Nó mới lưu diêu được. Còn ở ngoài này thì thôi phải bếp ga cho nó sạch sẽ tiện mà cả. Đấy, cái này thì mình đun trong khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Lưu diêu lửa nhỏ làm sao thỉnh thoảng phải khuấy này. Đều cái bồi lên, càng quấy nó càng chèo dẻo như kiểu cháo đấy anh. Thế là trong lúc đun là mình có cần phải liên tục mình khuấy như này không em? Anh ơi, mình phải căn làm sao để cho nó khoảng 50 phút mình vào quấy. Đấy, mình quấy dẻo tay này thì càng quấy thì nó cái bồi của mình nó càng dẻo. Càng dẻo và nó sẽ không bị cháy. Kỳ công phết nhỉ? Vâng, rất là nhiều công đoạn đấy. Thế là mình cứ khuấy như thế trong vòng 3 tiếng là được em? Vâng ạ. Trong thời gian mà mình đun bổi 3 tiếng đấy thì mình sẽ quay ra làm cá me nhá. Đấy, thực tế là gọi cá me là cá này là với là để ăn sống này. Đấy, còn cái bổi kia là mình làm từ các loại cá để cho nó độ ngậy. Còn đấy. Cá me này thì mình làm loại khoảng bao nhiêu cân lạng thì là vừa? Dạ, em thường thường thì em làm từ loại từ 1 cân đến cân 2 thì là thứ nhất là cá nó xương nó không bị cứng. Thái ra thì ăn nó sẽ mềm và ngọt hơn. Nhưng cá me này theo anh biết thì hình như là nó sống ở cái tầng giữa đúng không? Vâng ạ, tầng nổi gọi là tầng hàng nổi. Vâng. Theo anh thấy là anh được nghe nói là cá me là tanh lắm ấy, đúng không? Tanh nhưng mà anh thực tế tí nữa anh ăn mà xem không tí nào tanh, tại vì mình sơ chế tránh được nước vì là mình phải xử lý làm sao được hết tanh. Còn nếu mà tanh thì em làm sao mà một ngày bán được tương đối gọi cho khách Hà Nội thì anh. Anh hỏi tí là trước khi mà làm cái nghề em chuyển sang làm gỏi cá này, làm nhà hàng cá này thì trước đó em có làm nghề gì không? Em thì học mỹ thuật ra nhưng mà là em lại đi nuôi cá. Học mỹ thuật? Vâng ạ. Em học mỹ thuật công nghiệp. Học mỹ thuật đấy hả? Dạ vâng, em học mỹ thuật công nghiệp 360 Lê La Thành. Em về điêu khắc, chuyên đắp tượng và vẽ tranh anh ạ. Cái xưởng điêu khắc mà chỗ anh em mình đi lấy lá. À vâng, đấy, cái xưởng đấy trước là hai anh em cùng làm nhưng em từ khi mà em chuyển sang kinh doanh cái món gỏi cá này thì thôi, nghỉ cái đấy cho tập trung vào một công việc. Thế là bên đấy bây giờ là ông anh gì? Quản lý. Phi lê được miếng cá nó khô như này thì mình sẽ xử lý lại bằng nước rượu nhạt, gọi là rượu thảo đấy, rượu nhẹ đấy và gừng. Mình sẽ lướt qua một lượt, thứ nhất là nó sẽ bớt cái màu đỏ của máu. Đây nó sẽ hết tanh. Ngâm rượu gừng nhưng mà rượu là rượu nhẹ. Rượu nhẹ nha, rượu nặng nó sẽ làm tái miếng cá thì miếng cá nó không tươi. Mình cứ lấy cái giấy bản này. Đấy. Gọi là giấy giấy bản. Giấy thực phẩm. Vâng. Đấy, mình sẽ lau như này. Cái giấy này giấy đa năng rất là hút nước. Cái giấy, ưu điểm cái này nó hút nước rất tốt. Đấy, mình sẽ ủ vào như này. Sau khi thế em lại quấn lại vào đây. Tại vì là cái rượu này nó sẽ bay hơi rất nhanh, tẩy tẩy tanh và bay hơi rất nhanh nên mình sẽ quấn như này. Đấy. Nhà ở quê mà ai có cái gạo mà mười máy về như thế này mà đặt vào thì nó vừa thơm mùi gạo và vừa nó sẽ có độ nóng của gạo mười máy đấy anh. Thì nó sẽ là gạo mới xay sát về. Đấy, nó ấm và có mùi thơm của gạo thì để vào, nhưng nếu như ở quê là như thế, còn như em ở ngoài này thì như này là em ủ vào thôi ạ. Vâng. Hay đấy nhờ. Vâng. Đây, có quy trình hết. Mình cho cái này, cái giấy này nó mềm là giấy vải anh ạ. Mình đừng dùng giấy báo nhá. Ngày xưa là, nói thật là ông em ngày xưa là
thật sự là lúc đấy là dùng giấy báo thôi. Giấy báo thì nó có ưu điểm là nó có những cái mực in lên là nó không tốt, là nó in cái mực như chữ này đấy. Các cụ ngày xưa là không có giấy, nhưng bây giờ nó phát triển theo từng ngày nên là cái gì mà hợp lý mình làm. Thế là mình kiểu thấm như này trong vòng bao lâu thì mình có thể bỏ ra làm? Anh ơi, nhà em để như thế này đa số là tầm 10-11 giờ em làm thì em sẽ ủ khoảng 2 tiếng xong là bắt đầu khách túc tắc là vào là em bắt đầu thái cho khách đấy ạ. Tức là bây giờ có khách nào cũng có thể thái luôn à, đúng vâng không ạ? Cái này ủ nói chung là 5-10 phút nó bay hơi rượu, nó bay hơi nhanh anh ạ. Là nó mình sẽ thái được luôn. Ra này các bạn, chà nó rất là khô anh nhìn này. Khô nhỉ, khô ráo đấy. Mình thái cho khách, bây giờ chưa khách đến thì em thái. Tức là khách đến là bắt đầu em mới làm khách, cá vâng đấy, đúng không? Khách đến bắt đầu với bốc gia vị, bốc lá, cá bắt đầu với thái. Đấy. Đây mình thái mỏng này luôn. Thái mỏng. Tùy nếu đa số là em thái mỏng, còn nếu mà khách nào mà ăn được ngọt, ăn được dày đấy thì người ta sẽ yêu cầu là thái dày cho anh. Còn bình thường là mình cứ thái mỏng anh ạ. Gọi cá Hiệp Hòa là người ta thái con chỉ như kiểu thái đầu đũa. À vậy à. Em thì cứ thái theo cái miếng cá mình phi lê này anh, cứ thái mỏng ra. Em sẽ làm một đĩa thính và một đĩa không. Khách nào lạ là em phải trộn đất thính, không người ta nhìn thấy cái này là ghê. Còn nếu mà người ăn được, người ta nhìn thấy như này là người ta bảo cá này là cá chuẩn, cá tươi đấy. Tức là cá này em có thể là vừa trộn thính cũng được mà vâng, có thể là không trộn thính cũng được đúng dạ, không? Dạ vâng ạ. Cá sống thái nhưng mà đấy, không ngửi thêm một chút nào vị tanh thôi các bạn. Đấy, em sẽ cho lên một đĩa cho khách là đây là em sẽ làm một đĩa không thính và một đĩa thính anh ạ. Cho tí lá chanh lên này ạ, lá chanh nó thơm. Cá ra. Không thính thì nếu mà như ai có con gái đi cùng đấy, hoặc là người ta ăn lần đầu tiên thì người ta cảm giác nhìn như nem thôi anh. Nó đỡ ngượng. Nhà em là bán buffet nên là em cứ thả ít một, khách ăn hết em lại thái. Vẫn là tính trong combo anh ạ. Nên là em cứ thả ít một. Đây là em bán ăn như nào đây hả cơ? Em bán 100.000 đến tại quán ăn gỏi thoải mái. Các vâng, con cháo con 100.000 một người luôn. Dạ vâng, em thái thì là em thái ít lắm. Em không muốn thái nhiều tại vì khách có những khách người ta ăn lâu nó để lâu nó sẽ nó không thơm được miếng cá mình thính đâu. Rồi. Em cứ hết em lại khách em lại thái thêm cho khách. Tức là khách gọi thêm là mình lại vâng, thêm lại thái thêm. Đấy sau khi em thái được này thì giờ lại đưa ra cho khách này. Phương ơi, này mang cho khách em ơi. Đấy các bạn ạ, thành quả sau gần 5 tiếng đồng hồ. Ê, mình sáng giờ nhỉ? Từ sáng sớm các bạn, từ lúc đi vặt lá cây cho tới về bắt con cá rồi làm cá, lâu nhất là cái khâu mà nấu cái bổi này. Dạ vâng. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cuốn gỏi và các loại lá nhá. Đều tất cả lá anh em đi hái sáng giờ này. Rồi các lá như lá đơn, mơ, vọng cách. Cái lá nào to mình để ngoài để mình dễ xoáy, vọng cách. Cúc tần, đấy, cúc tần đài bi đấy. Anh cũng cúc làm tần cho em luôn. Vâng. Là sung. Rồi mọi người làm luôn đi. Nhồi. Làm luôn đi. Ôi. Tức là mình sẽ lấy đủ tất cả các lá, lá để mình xếp vào đinh long. Đấy. Mình xếp thẳng như này, cũng như là xếp tiền mình xoáy thành một cái phễu. Đấy, đây nha mọi người, đấy, to nhỏ do mình thành một cái đường tròn này đấy, mọi người ơi. Đấy xong mình cho bổi vào nhá. Đấy. Em là em hay ăn nhiều bổi nên là nó đấy em cho nhiều bổi này. Sau khi cho bổi thì mình cho các gia vị như là thịt quay, tóp mỡ đấy bác, tỏi, ớt, khế chua nha mọi người, riêng này, gừng xả, đấy. Một hai hạt lạc cho nó thơm. Sau đó mình cho miếng cá, cá này là cá mình trộn thính nha mọi người. Đấy. Em có để cá tươi không? Có em để cá tươi nhưng hôm nay là anh em mình cứ trộn thính lên cho nó nhìn cho nó còn tính ra cá tươi là nó ngọt anh ạ. Ai nhiều bổi thì cho nhiều đúng không? Nhưng mà phải đúng ra là phải có mấy hạt muối đó em nhỉ? À vâng, có mấy hạt muối to quên đấy. Đây. Nhưng mà cái này đang rất nóng. Vâng, vừa. Phải ăn nóng như thế mới ngon. Ăn miếng gỏi to uống chén rượu đầy anh em ạ. Có tính là cái gì? Mềm, có dai, tròn tròn. Thơm quá em ạ. Vâng, đấy thành quả của anh mình đi vất vả đây này. Đang đói ăn nó rất là ngon luôn nhỉ. Bạn nấu ở đây các bạn này, cái đặc biệt nhất ở trong cái món gỏi cá nó không phải là thịt cá. Thịt cá là một phần thôi, nhưng mà cái bổi này mới là cái quan trọng này các bạn này. Đúng ăn rồi. Nó vừa thơm vừa ngậy và đậm vị, không bị tanh. Thơm ở đây thì ngoài cái hương thơm của cái một chút cái hương thơm của cái nghệ
thì đâu đó nó là chính là cái hương thơm của cái phần thịt cá này này, và nó rất là ngậy, nó béo, tức là ngoài cái ngậy béo của cái mỡ lợn thì có ngậy béo của cả lòng cá nữa. Nó ăn khi mà đưa vào miệng ăn nó rất là nó đưa miệng ấy. Anh có thấy có vị gì tanh ở trong cái món quả cá nhé? Không có chút nào tanh luôn. Đây còn cá đây các bạn ạ. Cá đây thì bạn ấy phi lê, như lúc nãy mình có quay bạn phi lê là cá mè. Sau đó bạn làm rất là khô luôn, không có động nước một chút nào, nên chính vì thế mà cá này ăn nó không bị tanh. Đấy, sau đó đây này bạn có rắc thính. Còn các bạn mà ăn kiểu như là để không rắc thính cũng có nhé. Đấy. Bình thường nhé, em ship về là để hoàn toàn không thính. Khi về khách ăn về trộn, trộn trước nó sẽ là ướt cá. Cá đây thì Cường bán như nào nhỉ? Em bán là theo kiểu buffet anh ạ. Đến quán là cứ 100 nghìn một người, bao gồm gỏi cá. Gỏi cá, toàn bộ trong món gỏi cá như này. Ăn xong uống xong mình có cháo cá. Cháo cá đi kèm cũng phờ di 100 nghìn một người. Và trà đá cũng phờ đi. Đấy, em đã được cái là đấy, anh nhìn thấy dân giá. Cái gì cũng kiểu tự kiếm ra ấy. Nói hơi giọng một tí thôi nhưng mà thế nên là mình là cứ dâng ra cái 100 nghìn một người. Ship về thì anh em cứ cho em địa chỉ, số người em tư vấn làm sao cho nó ăn nó hợp lý nhất. Không bị thừa, không bị lãng phí. Đấy các bạn ạ, mình cũng chưa thấy có một quán nào bán gỏi cá mà 100 nghìn một người. Các bạn tới quán là 100 nghìn là mình có thể ăn thỏa phách đúng ăn không? Ăn thoải mái. Ăn no thì thôi, ăn chán thì thôi, nhưng không được mang về. Vâng ạ. Cái này thì bạn nào ăn nhiều bổi nhiều gì thì các bạn cho. Đấy, cảm giác thấy ngon thì nào mình cho theo kiểu phong cách mình ăn. Rượu men lá nhá. Ăn gỏi cá đã nhiều lá rồi còn rượu cả men lá nữa. Nhưng mà cái này em chưa có muối đúng không? Phải có muối, một chút muối cộ nhỉ? Thế là cái muối hạt to đã quên à? Gọi muối hạt to đấy, ăn cùng thì nó đậm vị hơn. Mình nhớ ra là như này. Trong cái này của em ấy, ngoài cái hương thơm của cái bổi này này, ăn này có hương thơm của cả tóp mỡ. Vâng, cái tóp mỡ đấy, là tóp nó mỡ lên các bạn ạ. Lên cái độ béo và ngậy của cái miếng gỏi. Cái này các bạn cũng lưu ý là nó rất là nóng rồi, nhưng mà nóng chính ở đây là chính cái mỡ này nó làm nóng cái bổi này lên. Nên khi các bạn cho vào đây các bạn ăn là các bạn cũng phải để ý một chút là tránh tình trạng bị bỏng miệng các bạn. Ở đây đúng rồi, phải có một tí muối này nữa này. Vâng. Tức là mình ăn nó đá tí mặn ấy. Gỏi có thừa. Gỏi ngon đấy. Ngon. Thơm anh ạ. Rất thơm. Thơm ngậy béo. Ăn riêng ăn cái món gỏi này cũng giống như ăn món nướng Hàn Quốc ấy, là cái gì cũng phải phồng mồm trận má các bạn. Nó mới ngon. Đây. Tức là mình ấy xong mình cuốn nó thành một cái phễu như này. Đấy, sau đó thì bổi nhiều thì các bạn ăn nhiều cho nhiều, ăn ít cho ít. Đấy. Sau đó thịt cá mè này. Các bạn thấy cá mè ở đây bạn Cường bạn làm rất là khô luôn, không bị ướt. Chính vì thế mà nó không bị tanh. Đấy, lọc cá mè là đấy, như anh em đã xem đoạn trước đấy, lọc cá mè là phải tránh tối đa nước lá, không được đụng nước lá. Đấy, anh vừa nhìn anh em mình lọc đấy, phải là tránh tối đa nước lá, không là có nước lá vào nó sẽ không đảm bảo này. Thử cho vài hạt muối nữa các bạn. Đấy, muối các bạn cho ít thôi, nhưng mà cái này cho chút khế nữa này. Đấy. Đây mình ăn nhiều bổi, nhiều cho bổi thêm một chút, nhiều bổi nó ngậy. Đúng rồi. Mời các bạn nhé. Ai ơi, quấn đi. Đây, đây em quấn cho bác quả bé bé xinh xinh cho nó. Mà ăn cái này là phải phồng mồm trận má đấy. Anh. Ok. Đúng rồi. Ở đây thì mình quấn tất cả các loại lá, thì có lá thì chua, có lá thì chát. Nhưng mà cái hương thơm nó dậy nhất đấy là hương thơm của lá cúc tần này. Cái bổi này mà nguội thì em có đun lại cho khách không? À vâng, thì ở đây thì nhà em không dùng bếp nến. Đấy, bên nến để đây là nó ám vào lá nó nhanh héo. Ăn ngon hay không phải lá nó tươi, nó ngọt, nó sướng. Đấy thì em là cứ hơi nguội cái là em lại có bếp ga bên cạnh, bếp ga mini kia mình đun lên cho nó nóng. Đúng. Đấy thì ăn thì nó luôn luôn nóng và tránh được cái héo lá. Đây là buổi trưa đấy, khách khứa nhà em cũng đang 4-5 bàn ở trong gần như full. Cái nhà em buổi tối là vỉa hè đấy rộng. Vỉa hè rộng thì em kê bảo tức là tối ngồi ngoài vỉa hè ok đúng không? Em ngồi vài rộng rất là đông. Nhưng bữa trưa này thì chỉ ngồi trắng. Nhưng mà cái bổi này ạ, mình thấy mình thấy ăn cái bổi này là phải kèm thêm, tức là lấy được cả cái mỡ nữa nhỉ? Đúng em? Dạ. Tức là ăn cái bổi này mình múc mình lấy được cả cái mỡ nữa ăn với ngậy nhỉ? Vâng. Mỡ lợn ấy. Khi nó nóng thì nó là nó cứ nguội đi tí là nó sẽ khô dần. Đây cái này là giống đấy. Cứ ngồi ăn một lúc là nó sẽ khô dần. Lấy anh bát bổi ra Hoàng ơi. Lấy bát bổi á. Mang bát bổi bạn ra đây. Bạn sẽ bán như này các bạn nhé. Mỗi một người đến không biết là nam hay nữ như nào, nhưng mà cứ mỗi một người đến là 100 nghìn một người. Và các bạn ăn bao nhiêu cũng được, ăn thỏa phanh. Đứng dậy chỉ tính tiền 100 nghìn thôi. Nếu như mà các bạn có muốn ăn thêm uống thêm nước ngọt, uống thêm rượu thì phải tính tiền rồi đúng không?
Đấy là các món khác nữa thì là tính ngoài. Còn trong gỏi cá này thì 100.000 người là có kèm thêm cả cháo cá nữa đúng không? Vâng. Trà Đá nhà em thì luôn luôn phơ di cháo cá ăn no thôi, gỏi ăn mên nghỉ. Em chia sẻ cho mọi người thực tế để mọi người biết. Học trên mạng rồi là hỏi thì em trả, em biểu hết cách để anh em cùng làm ăn, làm để mà ăn cho biết cái cách mình làm mà. Trước em cũng dạy đến hơn chục bạn ở các tỉnh, mấy tỉnh em bảo là chỉ dạy một bạn. Đấy là cũng dạy được hơn chục bạn học nghề. Về mở thì cũng khá, có những người khá thành công. Còn đến như bây giờ thì em chia sẻ cho mọi người đều biết. Thực ra bây giờ là như lúc sáng mình quay là gần như bạn chia sẻ hết rồi. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là có lấy được hết tất cả các loại lá này không? Lấy được hết các lá đấy là khi mình làm thì mình biết là kinh nghiệm hôm nay, ví dụ là cái bồi nó như nào, mình phải cần tăng những cái gì, tăng mỡ hoặc là tăng những cái gia vị gì để kiểu như theo thời tiết đúng không? Quen miệng, mình làm lâu thì mình có kinh nghiệm. Còn mọi người cứ làm theo thực tế, cứ làm theo như mình để là để gia đình ăn là bố vợ yêu ngay. Anh hỏi thêm này, thế là giả sử muốn mua mà đặt hàng ấy thì là sẽ liên hệ số điện thoại nào đi? Vâng, liên hệ thì toàn khách trực tiếp liên hệ với em qua số 038 506 4444. Cứ gọi cho em này, báo số người em sẽ tư vấn. Giờ ăn, giờ nào báo em thì em sẽ giờ để em sẽ ship lên tận nơi cho. Vâng. Okay. Em ship còn các đấy tỉnh. Nếu mà bạn nào mà mua hàng thì liên hệ với bạn Cường là theo số điện thoại mình sẽ để trên màn hình thì bạn. Đây phải đưa to tí này. Các bạn đến ăn gỏi cá là 100.000 một người, là khi đứng dậy là có thêm cả một bát cháo cá này nữa các bạn này. Anh em cháo cá ăn thoải mái. Ok. Thế em múc cho. Cháo này là em ninh từ cái xương mình tận dụng ấy anh. Xương với đầu đúng không? Xương đầu còn là mình ninh lấy nước. Hạt tiêu đây anh ơi. Ok. Đây các bạn ạ, bát cháo cá này nấu đúng là cháo hoa luôn các bạn ạ. Ô, trong này có cả trứng cá em. Vâng. Trứng em không dùng để làm bồi, em cho nốt vào. Thơm lắm. Có một tí thì là mấy tí tô. Bình thường người ta cho hành đấy, em cho thì là nhỉ? Vâng, đúng, em cho thì là, cá. Hành thì là tí tô. Nói chung là cháo cá nó phải có thì là thì nó mới thơm được. Vâng. Nó mới hợp. Mấy em uống còn chưa đủ. Cháo đây em nấu rất vừa nhé, nó không bị đặc quá mà cũng không bị loãng quá. Có thể húp được mà súp cũng được. Anh ăn mạnh đúng ra là mình ăn nhậu xong các bạn mà húp bát cháo loãng này nó nhanh tuyệt vời. Khi mà ăn cháo này các bạn mặn hay nhạt các bạn dưới một chút mắm được, nó rất là thơm luôn. Nhưng mà nếu như mà các bạn nào mà không thích dưới mắm thì các bạn có thể là cho một chút cái bổi cá này vào đấy cũng được. Đấy, ăn nó vừa ngậy vừa thơm vừa béo, lại thêm cả chất của thịt cá nữa các bạn. Nó sánh nhìn cái thịt, nhìn cái bổi cá là giống như là trứng cá luôn. Có lẽ là mình cũng xin phép dừng video ở đây để thưởng thức hết cái món ăn này cùng tất cả các anh em, nó được thoải mái hơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video kế tiếp. Chào các bạn nhá. Chào mọi người nhá.